6, 7, 8, 9 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 Đây là cái bốt 1 đấy em nhé. 6, cái bốt này là cái bốt eco pha đi vâng. Cho nên cái tiếng của nó ra rất là mềm, gần như ai cũng hát được. Chuyển sang bốt 2. Bốt 2 thì setup đó là cái bốt reverb. Anh em thấy không? 6, 7, 8, 9 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 cái bốt này dành phát biểu em nhé. Tiếp đến là cái bốt 3 này. Bốt 3 setup cho anh em đó là eco nhanh nhé. 6, 7, 8, 9 cái bốt eco nhanh này để thường để hát các bài nhạc repeat để có tiết tấu nhanh sử dụng. Cái bốt này rất là ok. Tiếp đến là cái bốt 4. Bốt 4 là eco chậm. 6, 7, 8, 9 rất là chậm. Cái bài này thì riêng cái bốt này đấy, anh em sử dụng hát nhạc nhạc trữ tình ấy rất là hợp lý. Ok. Ngày hôm nay thì bên em có giới thiệu với tất cả anh em một bộ dàn chơi Tết anh em nhé. Bộ dàn chơi Tết này thì ở đây trong khoảng tầm 18 triệu hơn một chút thôi, chính xác là 18 triệu 200. Thì anh em có nguyên một cặp loa. Ở đây em đang sử dụng một cặp loa V12, một cặp loa V12 anh em nhé, bát 30. Và đây là một trong những mẫu loa rất là hay, thương hiệu của LX Acoustic. Ok chưa? Đây là loa V12 này. Và hàng này thì quá là chất luôn. Và về phần dàn máy thì ở đây em đang có một bộ mic, đó là mic một bộ mic BS700 anh em nhé. Bộ mic BS700 này thì sóng nó rất là ổn định, tầm 50m cho đến 70m. Và ở đây thì riêng cái bộ mic này thì có rất là nhiều các chức năng để cho anh em tinh chỉnh. Có rất là nhiều các chức năng như cảm biến gia tốc này, chế độ dò sóng sạch này, chế độ tự ngắt này, và rất là tiết kiệm pin. Con vang này như vừa rồi thì em cũng đã alo thử rồi đấy. Setup cho anh em là lên tới là 6 chế độ karaoke. Thì ở đây em đang bán alo ở cái mốt 2 anh em nhé. Con van này hiện tại đang bán là 3.300.000 đồng. Mic BS700 là 2.200.000 cùng với một cung đẩy PR2.6. Giá cung đẩy này hiện tại thì bên em đang bán là 4.500.000 đồng. Ok ạ, thì hiện tại đang khuyến mại xuống còn 4 triệu thôi. Thì ở đây là bộ dàn rất là hay, đồng bộ em nhé, đồng bộ của LX Acoustic. Thì ngay bây giờ sẽ em sẽ karaoke thử một đoạn ở trên cái bộ dàn là bộ dàn 18.200.000 này để cho em cùng nghe. Tất cả chúng ta sử dụng bằng khiển hết em nhé, sử dụng bằng khiển. Trời trời xa, đôi ơi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.